Sương Đen Kéo Cá Cường xin kính chào tất cả quý khách nhé. Hôm nay em sẽ xin giới thiệu cho quý khách một cái tấm lưới kéo cá bằng cước và công đoạn sản xuất ra một cái quét hoàn Quay sẽ nhiều như thế rồi, nào. quay cho nó vui chứ. Đây, như trên Cho màn hình xem. của tất cả các bạn đang xem là một tấm lưới kéo cá làm bằng cước, có độ dài là 10 mét và chiều cao là 2 mét. Túi rất là rộng và rất là sâu, túi sâu tầm gần 5 mét. Đấy, các bạn có nhìn thấy rõ đấy, rất là rộng nha. Đây, từ bên này rất là rộng tầm hơn 1 mét, sâu tầm 4 mét rưỡi. Đây, thợ em đang bâu cái đường chặn bùn đây để kéo cho nó nhẹ đây. Đấy, Cao 1 mét rồi anh thì này. em có tầm 5 thợ làm ngày làm đêm, một ngày sản xuất được tầm 20 chiếc. Đây, đường bâu chân rụi, chân chặn bùn, từ sợi cước đến sợi chặn bùn tầm hơn 20 phân nha, hơn 20 phân để nó cán bùn nha, cho nó kéo cho rất là nhẹ nhàng. Loại lưới cán bùn là lưới dù của Thái Lan, mắt lưới tầm 4 phân, rất là thoáng để cho kéo cá rất là nhẹ. Công đoạn tiếp theo là công đoạn cặp chì. Để chì của em tầm làm 2 ni này, 2 ni rất là dày, các bác thấy không? Chì này không dí nhá, chì này chuyên được kẹp lưới đánh cá đấy. Để các bác đây này, thợ em đập chì nhá, móc chì vào rồi lấy búa ghè, nó chắc chắn nó sẽ không bị tuột, không bị xô. Đây, các bác một cái viên chì khoảng cách của nhau tầm 20 viên nhá, 20 phân. Đấy, khâu khâu vào phao này, rồi khâu chì này, khâu vào, rất là nhiều công đoạn mới là sản xuất được một cái kéo cá này. Mắt lưới của cái lưới kéo cá này ở giữa là tầm 3 ly. 3 ly có thể kéo được những con tôm, con tép nhá. Đấy, tôm tép thoải mái luôn. Đấy, 3 ly có thể có cả 5 ly, 3 ly, 5 ly và 8 ly. Cứ hơn một chút cũng có. Đây, rất là dài, có đây đường phao nhá. Đây, công đoạn phao, phao bấu rất là chắc chắn, khoảng cách của mỗi phiên phao tầm 40 phân. Không đôi nào. Nó sẽ không bị vỡ và nó sẽ rất là mềm mại, cứng cáp. À, nó sẽ không bao giờ bị hỏng luôn. Nó chạy nó bắn chạy đây. Nàng mình đi. Đây, cái lưới này có chiều cao 2 mét, dài 30 mét, à, dài 10 mét. Có thể làm yêu cầu của các bạn như là ví dụ cao 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét. Tùy và chiều sâu của nước và dài cũng rộng như chiều bạn chiều dài của ao. Nó cũng biết là 600g. Ừ. Cũng biết 600g. Thợ làm rất là cẩn thận. Nó kéo. Và giá đây 600 vậy. Cường chứ không nào. Thôi. Thì các bác nào yêu cầu cái kéo cá bằng cước 3 ly thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại hotline ở trên màn hình nhá. Đấy, rất là rẻ luôn, xưởng gia công tại chỗ nên rất là rẻ. Đấy. Các bác có nhu cầu là alo em nhé. Tạm biệt các bác.